Trấn Thành rủ bà Tân vlog gói bánh chưng siêu to, siêu khổng lồ trong dự án phim Chiếu Mạng Bố Già. Sau một thời gian úp mở về dự án phim mới có cái tên thú vị Bố Già, cuối cùng Trấn Thành cũng cho ra mắt trailer chính thức kèm theo việc ấn định ngày ra mắt bộ phim web drama đầu tiên do mình đóng chính. Trong phim mới của mình, Trấn Thành đã khiến nhiều khán giả bất ngờ vì có hai khách mời đặc biệt đó là Trúc Nhân và bà Tân vlog với màn nấu bánh chưng siêu to khổng lồ. Trong dự án web drama phim Chiếu Mạng mới nhất là Bố Già do Trấn Thành đầu tư, bà Tân vlog vào vai người đàn bà thích nấu nướng, đụng độ với nhân vật của Trấn Thành. Thước trailer dài gần 3 phút có sự góp mặt của hàng loạt những nghệ sĩ đình đám thuộc nhiều thế hệ, từ nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, nghệ sĩ Lê Giang đến những gương mặt trẻ như là Tuấn Trần, Uyển Ân, Diệu Nhi và cả sự xuất hiện thoáng qua của bà xã Trấn Thành ca sĩ Haru Won. Đặc biệt thì trailer còn gây sốc bởi sự góp mặt của hai khách mời đặc biệt đó là Trúc Nhân cùng tạo hình anh bán báo trong MV thật bất ngờ và bà Tân Vlog nức tiếng cộng đồng mạng với màn nấu bánh chưng siêu to khổng lồ. Theo như những diễn biến trong trailer thì Trấn Thành sẽ vào vai bố già, một người cha hết lòng vì con nhưng lại quá bảo thủ, thô lỗ và không hiểu con mình thực sự cần gì. Ông cấm không cho con trai lớn theo nghề ca hát, đánh con gái út giữa chốn đông người vì nghĩ cô bé làm nghề mất dạy. Đỉnh điểm của sự cấm đoán là khi con trai cả đã cầm dao tính đâm chết bố mình, còn cô út thì tìm cách tránh mặt cha. Chỉ trong một thước trailer dài gần 3 phút mà Trấn Thành đã đưa khán giả đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ những phân đoạn hài hước như màn xuất hiện của Trúc Nhân đến khoảnh khắc vỡ òa của Tuấn Trần và Trấn Thành. Hy vọng đây sẽ là một web drama chỉn chu, chất lượng, đủ sức để mang đến sự mở màn ấn tượng cho thị trường phim chiếu mạng năm 2020. Để xuất hiện trong những khung hình của bố già thì bà Tân Vlog cùng với con trai từ Bắc Giang vào Sài Gòn để ghi hình. Hiện tượng mạng đình đám năm 2019 nhờ những video nấu các món siêu to khổng lồ này từng có dịp cộng tác với danh hài Trấn Thành trên sóng truyền hình, đặc biệt là cuộc thi Thách Thức Danh Hài. Nhờ sự chân thật, mộc mạc, người phụ nữ 58 tuổi này gây được thiện cảm nơi nam diễn viên hài, từ đó thì anh ngỏ lời mời bà Tân Vlog đóng trong phim của mình. Tập đầu tiên của loạt phim chiếu mạng Bố Già sẽ chiếu trên kênh Trấn Thành Thao vào ngày 2 tháng 1 năm 2020. Tại buổi ra mắt web drama Bố Già chiều ngày 30 tháng 12 thì Trấn Thành cũng tiết lộ anh đã đầu tư kinh phí lên đến 4 tỷ đồng cho 5 tập phim của web drama lần này. Ngoài việc là nhà sản xuất thì Trấn Thành còn lên ý tưởng kịch bản cho Bố Già, viết lời ca khúc nhạc phim Điều Tra Chưa Nói Ali Hoàng Dương thể hiện và đóng vai chính. Dù biết các đề tài giang hồ, cung đấu hay tâm linh sẽ dễ thu hút khán giả hơn, nhưng Trấn Thành vẫn quyết thực hiện phim tình cảm tâm lý xã hội. Chia sẻ về quyết định thực hiện một bộ phim xoay quanh chủ đề tình cha con, Trấn Thành nói: "Tôi thấy mọi người làm về mẹ khá nhiều, nhưng ít ai làm về cha. Ở nước mình, những người cha ít được thấu hiểu vì họ không nói nhiều, hiếm khi tâm sự với con, nếu có cũng rất thô lỗ và cộc cằn. Các con khó giao tiếp với cha vì khoảng cách giữa hai thế hệ, khoảng cách giữa hai luồng tư duy và cũng có thể là khoảng cách giữa sự gia trưởng của thời trước với nét hiện đại của thời này. Chúng ta thường trách người cha thô lỗ cộc cằn nhưng vô tình quên đi những điều họ đã làm cho mình, vì những người đàn ông làm gì thường sẽ luôn âm thầm lặng lẽ. Buồn cười là những điều tuyệt vời họ làm chúng ta lại không thấy, mà chỉ thấy những điều khủng khiếp khi họ la mắng. Dù có đủ lực để thực hiện Bố Già với định dạng phim điện ảnh, nhưng Trấn Thành bộc bạch: Tôi muốn trước khi ra rạp, mình phải làm một web drama chỉnh chu trước đã. Mang phim ra rạp là một cuộc chơi lớn. Ngoài vai trò diễn viên, mục tiêu của tôi còn là trở thành đạo diễn. Tôi sẽ làm những sản phẩm nho nhỏ để thỏa chí trước. Bởi ra rạp thì còn bị khống chế nhiều mặt về thời lượng, điều kiện. Trên đây là những thông tin mới nhất liên quan đến bộ phim Bố Già của Trấn Thành. Nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của chúng tôi nha.